like, why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe. You double-faced entendre. Life goes on and on and on and on and on and on. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming along here today. And today, I am very happy to be here. And I would like to introduce with everyone, Mr. Sang Em. Okay? He is my master. Yes, the best, my master. The best master ever in my life. Okay? And today, I would like to invite everyone, please, if you can speak English, please speak English. And if you cannot speak English, don't worry about it. Okay, we still speak Vietnamese. Don't worry about that. Okay. Thầy là một người dạy tiếng Anh và thầy Sang Em ở đây cũng là một giáo viên tiếng Anh. Thầy không phải là Chibu mà thầy make everything complicated. Something I speak English and something I speak Vietnamese and mix together. Các bạn vui lòng không có cắt cái đoạn này, các bạn đưa lên TikTok nha. Có thể là thầy sẽ nói một chút tiếng Việt, thầy sẽ nói một chút tiếng Anh. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là để tạo cho các bạn một cái động lực với cái việc học tiếng Anh, thì chắc chắn là thầy sẽ kết hợp giữa việc là nói tiếng Anh và tiếng Việt. Cho nên là thầy mong là đây là một cái buổi cực kỳ bổ ích cho tất cả các bạn. Cho nên là thầy rất là mong một lần nữa các bạn hãy nghiêm túc và chúng ta tham gia cái chương trình ngày hôm nay nha. Các bạn có thể giúp giùm thầy một lần nữa là chúng ta sẽ mở camera lên, chọn một cái góc nào đó thật là đẹp để cùng giao lưu với thầy nha. Okay. Good evening everyone. This is the first time I've been here. I'll tell you something you have not listened to from others. Some of you have just listened to videos and maybe you do not understand anything. You just hear the voice, you hear some music that inspire you to do something, that awake you to do something. And others maybe do not understand anything, but some are enjoying that moment. Thank you so much. Thank you. You are my master. Chào các em. Sao thầy mong đợi, sao thầy hỏi những câu hỏi từ phía thầy mà không có vậy? Sao nói, sao thầy lâu nói chuyện vậy? Không có em nào trả lời, hay là em không em nào hỏi thầy cả. Và lúc ban đầu thầy vào yêu cầu mấy em bật cam lên thì chỉ có hai em bật cam thôi. Và các em còn lại thầy không có biết là các em có đã bật cam hay đang lắng nghe thầy hay không. Hay là mới đầu nghe được một đoạn tiếng Anh như vậy thì sợ rồi bỏ ra, thoát khỏi cái phòng này liền. Hay là đang đọc báo, hay là đang chơi TikTok, hay là đang tìm các cái cách để học tiếng Anh thiệt là giỏi. Hay là đang hỏi ai đó, hay là đang nói chuyện với ai đó. Thật sự các em có toàn tâm toàn ý dành tất cả những tình yêu đã đến đây hay chưa? Hay là đến đây với mục đích là vui chơi, là hời hợt? Điều này cũng giống như cái việc mấy em học tiếng Anh vậy đó. Hiện tại bây giờ nè, thầy nói chắc với mấy em rằng là các em đang thiếu bình tĩnh và mất tập trung trong cái việc học tiếng Anh. Tại sao thầy nói như vậy? Có vô vàn cách học tiếng Anh, có vô vàn các khóa học, có vô vàn các thầy cô rất giỏi. Nhưng các em có chịu đứng lại và bình tĩnh để học hay không? Xin thưa là không. Người ta có câu như thế này: nếu anh cho ai đó một con cá thì nó sẽ ăn hết, cho nó cái cần câu thì nó sẽ đi câu cá. Nhưng mà hỡi ơi, có cần câu rồi, có mồi luôn, có lưỡi tất cả mọi thứ, nhưng nó không có động lực đi câu thì làm gì có cá mà ăn. Nhưng bây giờ
nó còn một cái điều cao hơn nữa, đó là sự duy trì của việc cầu đó. Cũng giống như việc học tiếng Anh gì đó, mấy em hiện tại bây giờ nè, mới vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, mấy em đang mỏi mệt về cái bài, vừa mới thoát khỏi cái sự mỏi mệt của cái bài gì, cái bài thi tốt nghiệp tiếng Anh đó, mà khoanh bừa khoanh đại thôi, đúng không? Được 2 điểm mấy, 3 điểm để thoát khỏi cái kỳ thi tốt nghiệp đáng ghét đó. Thấy biết bao nhiêu cái video nó hay lắm, nó nói tiếng Anh xí xô xí xào gì đó, nghe cái là mình đứng dậy liền, mình muốn nói tiếng Anh liền, nhưng mà hỏi ơi mình nói có được đâu. Đó đúng không? Phải vậy không? Còn một điều nữa, thầy muốn nói cho mấy em biết rằng một điều này, một điều mà chắc có lẽ rất ít người nói với mấy em, đó là các em stop complaining. Stop complaining. Stop Why? Making comparison to others. Why? To your voice from others. Why? Remember, you are Vietnamese. You are not American, man. You are not British people. So why do you speak like that? No, we are Vietnamese. Yes. Như vậy thì hồi nãy em thầy cũng làm em bất ngờ quá. Em nói ủa sao tự nhiên thầy lại im lặng một cách bất ngờ như vậy. Em thật sự là em cũng rất là nôn nóng và em đang rất là ủa sao có một cái gì nó trục trặc hay không à? Như thật sự là ngay chính bản thân của em cũng là một cái người đã gọi là có một cái gọi là cái tính nôn nóng. Như vậy thì qua những cái lời vừa rồi chia sẻ của thầy sang em đó, thì thầy có thể nói thêm một chút xíu nữa. Như vậy thì nếu mà theo cách nói của thầy, có nghĩa là em hiểu là hình như là các bạn mong muốn là chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì các bạn nó có thể nói được tiếng Anh đúng không thầy? Và các bạn chỉ mong muốn là mình chỉ cố gắng mình lấy khúc này thôi, mình thi xong cái khúc này thôi và mình học tiếng Anh ngay lúc này thôi. Như vậy thì để làm sao có một cái phương pháp gì đó cho tất cả các bạn chúng ta có thể giảm bớt được cái sự nôn nóng hay không? Hay là có một cái tip gì đó, có một cái phương pháp gì đó để, hay là có lời khuyên gì đó dành cho tất cả các bạn hay không? Thì em rất là mong muốn được nghe cái lời chia sẻ của thầy dành cho tất cả các bạn ạ. Make the best what you have. Để tận dụng tối đa tốt nhất những gì mình đang có. Mấy bạn hãy dơ cái điện thoại mấy bạn lên đi và hãy trao cho nó một nụ hôn đi. Hãy lau, nhớ lau sạch nha, để nó dơ. Cái điện thoại mấy bạn quý lắm, cái laptop mấy bạn quý lắm. Có nhiều bạn á là mua sách 1.500 chữ hát não tiếng Anh á, về học, học được có một bữa rồi dục, đúng không? Có bạn đăng ký khóa học của người ta xong, vô cái chiều cái mệt quá bật lên gì đó sợ cô la, cho nên để gì để nửa cái mặt mình đó, còn cái mặt bên kia của mình để mà đọc báo gì đó. Làm gì chi vậy? Đào một đống tài liệu về, vô máy tính, vô điện thoại của mình, rồi có coi tới không? Đúng không? Có phải gì không? Thầy nói y chang vậy chứ đâu. Rồi để thầy nói tiếp một cái điều nữa mà nãy thầy giàu cũng gợi mở đó. Thì cái việc mà mấy em quá nôn nóng, thì chúng ta rất nôn nóng để tìm thấy cái kết quả của chính mình. Học tiếng Anh, con sao con học tiếng Anh mà sao con nói tiếng Anh được thật con? Tiếng Anh gì kỳ vậy? Gặp người nước ngoài sao sợ bỏ đi không kỳ vậy? Đúng không? Thầy dạy đó nói tiếng Anh hay quá, ngưỡng mộ người ta, đứng đó đó ước gì mình nói được như người ta, đúng không? Thì hỏi mấy em nè, mấy em có làm gì chưa mà mấy em đòi giỏi như người ta? Mấy em tìm thấy cái gì, nhìn thấy cái điểm cuối cùng của việc học tiếng Anh là thành tựu mới nói được tiếng Anh. Nhưng mà cái quá trình thì sao? Ngay từ lúc này nè, ngay chính lúc này nè, nếu em nào đang bật cam và đang lắng nghe thầy nè, thầy xin chúc mừng các em đó. Còn các em nào mà chưa có bật cam đó, có thể là đang đọc báo hay là đang tìm kiếm cách tiếp gì khác đó, thì thầy không có chúc mừng đâu. Nếu các em nào đang lắng nghe thầy, thầy xin chúc mừng các em. Thật sự. Tại vì sao? Tại vì mình tận hưởng cái khoảnh khắc mình học được cái gì đó, mình lắng nghe cái gì đó, mình trao cả một, mình trao cả trái tim của mình, một tình yêu của mình để làm bất cứ thứ gì. Thầy tự hỏi mấy em coi, làm sao mà không có kết quả được? Cho dù tận cùng đi nữa, bấu 3 năm học cao đẳng hay 2 năm của mấy em đó, mấy em học hết luôn đó, thầy đảm bảo mấy em sẽ ra trường được đó. Thầy đảm bảo mấy em có bằng tiếng Anh đó. Nhưng cái kết quả cuối cùng của tấm bằng của mấy em là gì? Là tấm bằng mà thôi. 2 năm đó mấy em đã gặp gỡ được bao nhiêu người, mấy em gặp gỡ được bao nhiêu thầy cô và đủ nhiệt tình cho mấy em những lời khuyên phù hợp với mấy em, đúng không?
Cái đó mới quan trọng. Trong 2 năm đó mình đã nói được bao nhiêu câu tiếng Anh, mình đã gặp gỡ được bao nhiêu người nước ngoài, à, mình nói tiếng Anh được, đúng không? Thật sự tấm bằng nó rất quan trọng, tấm bằng tiếng Anh cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết đó là việc học tiếng Anh của mình trải dài trên 2 năm đó như thế nào, điều đó mới quan trọng, hiểu chưa? Đó. Và thầy xin được phép tiếp lời của thầy sang em. Thầy sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là vui. Các bạn biết ngày đầu á, thầy gặp thầy sang em á, các bạn biết thầy tại sao, cái hồi nãy thầy nói là thầy sang em là một cái người gọi là ân nhân của thầy. Thầy chia sẻ các bạn nghe. Các bạn có thấy một người bỏ tiếng Anh từ khi mới biết tiếng Anh, từ năm lớp 6 tới năm lớp 12 không biết một chữ tiếng Anh, nhưng cuối cùng lại trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh. Chắc các bạn khó tưởng tượng ra được cái điều này nữa, đúng không? Nhưng các bạn biết ai là cái người đó không? Chính là thầy. Thầy là một người không biết một chữ tiếng Anh, không học tiếng Anh, cực kỳ ghét tiếng Anh. Như vậy thì cái ngày đầu tiên thầy gặp thầy sang em, thầy có một cái ấn tượng cực kỳ là đặc biệt với thầy. Đó chính là thầy không thể nào tưởng tượng nổi được một người Việt Nam có thể nói tiếng Anh nó giống, nó gọi là cái âm á, mình nghe nó rất là phê. Như vậy thì qua cái cách nói của thầy thì lúc đó thầy mới đặt câu hỏi là à, chắc cái thầy này sinh ra chắc nói được như vậy rồi. Thầy nghĩ vậy đó. Thì qua những cái lời chia sẻ của thầy sang em vừa rồi, các bạn có thấy rằng là cái câu mà thầy nói rất là thấm, là một năm á, các bạn nói tiếng Anh được bao nhiêu lần, nói được bao nhiêu câu, gặp được những ai và cái quá trình rèn luyện như thế nào. Hầu như tất cả những cái talk show vừa rồi thầy thấy là các bạn sinh viên hỏi rất là nhiều về tiếng Anh. Thầy ơi, em muốn làm ở công ty nước ngoài, em như thế này thế kia, em học tiếng Anh như thế nào? Thì cái điều đầu tiên, cái câu nói đầu tiên các bạn cần phải ghi nhớ từ thầy sang em, đó chính là chúng ta hãy bớt đi sự nôn nóng và chúng ta phải thật sự nghiêm túc về cái việc học tiếng Anh. Nó giống như là cái việc mà chúng ta học để lấy được cái tấm bằng cử nhân hiện tại ở ngôi trường của mình. Như vậy thì em cũng xin được phép hỏi thầy thêm một câu nữa là, như vậy thì tiếp theo cái ý của thầy đó là một năm nói được bao nhiêu câu, như vậy thì thầy có một cái cách nào, có một cái ý nghĩ nào hay là một cái phương pháp nào để giúp cho các bạn là à, các bạn sẽ nói cái gì? Tại vì em biết là hồi nãy thầy nói là thấy người nước ngoài sợ run, em cũng từng như vậy, em thấy người nước ngoài em sợ lắm. Em chỉ biết nói là Hi, how are you? I'm fine, thank you, and you? Fine, thank you, and say goodbye, never see you again. Nó chỉ vậy thôi. Một cái phương pháp nào để chia sẻ cho các bạn để mà à, các bạn tập nói cái gì ở nhà và các bạn gặp người nước ngoài thì các bạn sẽ nói cái gì ạ? I used to be like you. I couldn't speak any English. And I used to speak a very, you know, dumb English. Not very standard English. And very hard to understand. Yeah, you know, I used to be like you. Thầy đã từng là giống như em vậy đó. Thầy cũng nói tiếng Anh là my name is sang em, I come Việt Nam. I do not understand what you are saying. Nó, thầy cũng đã từng nói như vậy. Và thầy cũng đã từng chê cười những người nói như vậy. Và thầy cũng rất ngưỡng mộ những người nói let me talk about myself. This is the first time I've been here. Đó, thầy cũng rất ngưỡng mộ những người đó. Đó. Và thầy có khi thì rất ghét những cái đại loại là những cái người như là những các tổng thống như I will make American great again. Đó, như là Donald Trump gì đó mấy em biết đó. Phải không? Cho nên á, chúng ta bớt đồ xanh, bớt suy nghĩ lại và làm thôi. Chúng ta phải biết tự hào chính bản thân của chúng ta. Chúng ta nên tự hào trên tiếng Anh của chính chúng ta. Mấy em có bao giờ nghe sát hưng chưa? Sát hưng chia động từ là spend. Sau động từ spend là động từ có to. I spend 8 years gì đó to speak English gì đó. Vẫn là chia chỉ to bình thường, nhưng mà người ta là sát hưng, người ta là tỷ phú. Đó. Chúng ta đừng có quá chú trọng đến những cái chi tiết, mà chúng ta nên chú trọng đến cái cục diện chung là tôi biết tiếng Anh, tôi nói được tiếng Anh và tôi giao tiếp được tiếng Anh.
gặp một ông Tây ông Mỹ nào đứng đó, mấy em có dám tự tin mấy em bước tới hay không? Điều đó mới quan trọng. Có bạn bước tới, hello, are you a foreigner? Nó có bạn thì khác, nói tốt hơn tí, sorry, may I sit here? Can I talk with you? Ví dụ vậy. Đó, phải không? Có bạn không nói gì hết trơn, đứng nhìn người ta, cái chỉ nói được chữ hello, người ta nói lại chữ hello, người ta nói thêm một câu nữa, what's your name? Thôi nghe đã gì đâu luôn trời, mình hỏi lần câu where you from? Nó quá phê. Đó, đó là những lần đầu tiên mà thầy nói tiếng Anh đó em. Thầy kể đó, thầy kể chính thầy đó, cái lần đầu tiên mà thầy đi thi học sinh giỏi đó, à, ở tỉnh đó, trời ơi gặp cái bà Tây đó mà đẹp gì đâu, cái ông Tây đó ông cũng đẹp nữa, đứng chỉ dòm họ thôi, mà không có bị chỉ giơ tay lên nói hi hello vậy thôi. Đó, lần thứ hai là thì được dự sinh nhật của một ông thầy của thầy đó, ông thầy của thầy mời một người nước ngoài về, trời ơi thầy ngồi đó thầy nói hoài luôn, ông không hiểu chưa, ông lắc đầu vậy nè nhưng cứ nói hoài vậy đó, đúng không? Em có đủ kiên trì như thầy không? Đôi khi những lần đầu tiên nó ngờ ngờ nó mắc cỡ vậy đó, nhưng đó là những kỷ niệm tuyệt vời của mấy em đó, biết chưa? Đâu có cái gì mà không có cái lần đầu tiên đâu em, đúng không? Em chưa bao giờ nói người chuyện với người nước ngoài, giờ nói thử đi coi sao, đúng không? Khỏi người ta hiểu không? Hiểu hết trơn à, đảm bảo luôn. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm thử luôn nha. Bây giờ với thầy Sang Em gợi ý gì cho mình làm thử luôn. Mình cứ tưởng tượng như là thầy Sang Em là một người nước ngoài đi. Bây giờ có một bạn nào tự tin, chúng ta mở mic lên, chúng ta nói khoảng 4 câu thôi. 4 câu thôi. Đấy, 4 câu thôi. Các bạn cứ tưởng tượng như thầy Sang Em là người nước ngoài đi. Bây giờ mình tưởng tượng đi. Trong cái link mà thầy gửi cho các bạn đăng ký đó, thầy có nhờ các bạn là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái bài giới thiệu, một cái bài hội thoại nho nhỏ để mà nói chuyện. Thì bây giờ ngay lúc này luôn, thầy rất là mong muốn được có cái sự tương tác. Tại vì khi mà các bạn tương tác như vậy đó, thì thầy nghĩ là thầy Sang Em có một cái động lực rất là lớn để khi mà thầy sẽ tiếp tục chia sẻ những cái chia sẻ nữa. Bây giờ có một bạn nào chúng ta có thể giơ tay và chúng ta chia sẻ liền là chào thầy ngay lúc này, là say hello. Chúng ta hỏi là thầy tên gì, thầy ở đâu, thầy có thích những cái điều gì mà thầy thích ở đất nước Việt Nam. Chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ 3 câu hỏi thôi. Có bạn nào tự tin không? Đây là cái gọi là cái gì, một trong những cái thói quen của các bạn sinh viên là bắt đầu các bạn sẽ suy nghĩ, à bây giờ chúng ta sẽ hỏi và chia cái động từ to be như thế nào, và chúng ta hiện tại hỏi là hiện tại đơn hay là quá khứ đơn. Và sau đây xin được mời bạn Thanh Trúc, một bóng hồng cực kỳ xinh gái trong buổi talk show ngày hôm nay, xin được mời bạn Thanh Trúc. Hi everyone. Okay, can you introduce yourself? Good evening. Yes. My full name is Martin Chuk. How old are you? I'm 20. I'm studying at Information College Technology. Wow. Yes. Keep going. I'm from Ho Chi Minh City. Yes. Yeah. Okay. So, Mr. Sang-em, do you have any questions for her? Chúc, you can change your life by your study English. Yes. When you study English, you can change your life, I'm sure. Because you can change your mindset. You learn mindset from the different people in the world, not from Vietnam anymore. Yes, yeah. Yes. You have a different. Yes. You have a different mindset when you learn or when you study English. I'm sure. Okay. Thầy đang nói là. I believe.
cho em nhớ lại một cái câu chuyện, cho nên là tại vì em sợ em quên, cho nên là em xin phép em nhờ thầy chia sẻ giúp em là như vậy. Thì cái câu chuyện mà các bạn nói là các bạn học tiếng Anh và về cái câu chuyện học từ vựng, như vậy thì chắc chắn các bạn học từ vựng là các bạn sẽ sử dụng gọi là Google Translate, đúng không thầy? Hoặc là Google dịch, hoặc là các bạn sẽ lựa chọn cái từ điển. Như vậy thì với một cái gọi là cái thời đại công nghệ thông tin 4.0 và các bạn sử dụng rất là nhiều cái phần mềm công nghệ như vậy, thì theo thầy nghĩ là công nghệ nó có làm mờ mắt các bạn quá hay không? Hay là có một cái phương pháp nào đó mộc mạc, giản dị, đơn sơ mà giúp cho các bạn có thể phát triển được khả năng listening, understanding, and repeating, and re-saying. What do you think in English? Thôi bây giờ thì nói tiếng Việt đi cho nó gần gũi hơn và cho nó dễ hiểu hơn. Ví dụ như giờ có một người đánh thầy một lần, thầy có thể nhịn đó. Đánh hai lần nhịn luôn, ba lần nhịn luôn, tới lần thứ tư đánh lại rồi nha. Mấy em học tiếng Anh nó hời hợt dữ lắm. Lên Google dịch tra được cái nghĩa mừng quá, ghi lẹ vô tập liền. Không thèm nghe phát âm gì cả. Có nghe chứ thầy, em nghe như thầy, em nghe có hai lần cái em đọc theo thầy. Em nghe hai lần sao em đọc giống người ta được. Em phải nghe một chục lần, hai chục lần. Được chưa? Có một chữ lạ đời trên trời trên núi vậy đó. Civilization. 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 Đó. Những chữ lạ đời như vậy đó. Đó mà em có biết gì không? Đó. Tiếng Anh là một cái ngôn ngữ nó hoàn toàn khác biệt chứ tiếng Việt mà. Về cái mặt âm thanh đó. Đúng không? Mình nghe có một lần sao mình bắt chước được. Mình nghe có một lần sao mình nhớ được. Mấy em tư duy quá đơn giản. Làm sao mấy em có thể học tốt tiếng Anh được? Lấy ví dụ đơn giản vậy thôi nè, tại sao A cộng B tất cả bình phương nè, nó bằng A bình phương cộng 2 lần AB cộng B bình. Em nào cũng thuộc ở đây nè, học tới cao đẳng rồi đó là thuộc hết đúng không? Thầy cũng thuộc, giàu cũng thuộc nè. Chúng ta làm trăm triệu cái bài toán liên quan đến nó rồi. Thầy dạy cho mấy bạn một chữ nè, a kettle. We use a kettle, right, to cook or to boil water, to make coffee or tea in the morning. We put water into a kettle and then we boil it. We use fire. Yeah, we use fire to make the kettle warm. We have warm water. We use kettle. Yeah, we can use a normal kettle with, yeah, or electric city kettle. Đó ví dụ vậy. Bạn biết cái kettle là gì không? Kettle là cái ấm á, đúng chưa? Nếu mà mấy bạn nghe thầy đọc một hai lần thì mấy bạn có thể đọc theo đó, nhưng mà để tốt hơn thì mấy bạn nên nghe từ điển nhiều lần hơn nữa. Hoặc nghe giáo viên người ta thị phạm cho em nhiều lần hơn nữa. Nhưng mà nhiều thầy khi thầy cô người ta đọc một hai lần thôi, chứ người ta đâu có đọc nhiều lần đâu, đúng không? Hãy nhớ câu chuyện mà bị đánh của thầy đó. Đánh một hai lần thì còn nhịn, đi đánh lần thứ ba là không có nhịn. Cái não mình nó hay lắm. Khi mình tác động vào nó rồi, cái gì nhiều quá rồi đó, não mình tự nó phản ứng lại, đúng không? Tự nhiên em nghe một âm thanh lạ kỳ đó đó, thì cái não mình phản ứng bằng cách nào? Mình sẽ lặp lại cái từ đó, đúng không? Mình tư duy phức tạp hơn thì mình sẽ nhớ được. Còn bây giờ học tiếng Anh gì bằng mắt không? Nhìn mấy em có thể thuộc đó, nhưng hai ba bữa là quên à. Được chưa? Hãy học tiếng Anh bằng cái lỗ tai. Học tiếng Anh bằng tiếng Anh. Được chưa? Có bao giờ mấy em học tiếng Anh 100% chưa? Xin thưa là chưa. Đó. Đúng không? Mấy em học tiếng Anh lộn xộn với tiếng Việt á, nó làm gián đoạn để quá trình tiếp thu ngôn ngữ, tức là nó làm gián đoạn đi cái gì, cái việc hiểu của mình đó. À, tiếng Việt nó có thể giúp cho mình hiểu dễ, nhưng nó làm gián đoạn đi. Ví dụ như mấy em học tiếng Việt đi, mấy em nghe ba mẹ mấy em nói tiếng Việt không mà, chứ đâu có nói tiếng khác đâu, đúng không? Đó là lý do tại sao mấy em nói tròn trịa được câu đó, viết được từ vựng đó, phải không? Bây giờ thì mình học tiếng Anh cũng theo lối đó thôi. Thật sự có rất nhiều cách học, mình coi cái trình độ mình tới đâu, được chưa? Sau đó mình lựa chọn một cái phương pháp phù hợp với mình nhất. Những bạn đã nói được tiếng Anh như hồi nãy đó, thầy nhớ không lầm là bạn Tính đúng không? Và một bạn hình như là tên Trump đúng chưa? Thì hai bạn đó đó, thì hai bạn đó bây giờ nên học tiếng Anh 100% và ép não của mình, thấy không? Trong một khoảng thời gian nhất định đó. Và trình độ của mình có thể là mình chọn là intermediate, được chưa? Là trung cấp đó. Có thể là mình học những cái từ được gọi là nó khó hơn, nhưng mà giải thích bằng tiếng Anh, sự diễn đạt của mình sẽ trôi chảy hơn, từ vựng của mình sẽ tăng cao hơn. Đó là vậy thôi. Đó. Đó là một trong số những cái điều mà có lẽ ít người nói với mấy em. Lý do tại sao mà trường phổ thông mà mấy em học tiếng Anh đó,
Em nói hoài nó không được. Đây có nói đâu, biết nói. Có học được phát âm tiếng Anh đâu mà nói được chuẩn. Đúng không? Mấy em đọc ân a có một vài lần thôi, rồi mấy em đọc lại theo cô, rồi mấy bạn đọc lại vài lần vậy thôi, đúng không? Thầy nói có sai cái gì không? Đúng chưa? Mấy em mở cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của mấy em lên. Có em nào dám tự tin để đọc là gì? Unit 1, Family Life, Lesson 1, Getting Started, Lesson Listening, ví dụ vậy. Có em nào dám đọc vậy không? Đương nhiên là không. Đúng không? Thầy nói đúng không? Mấy em học tiếng Anh bằng cách gì? Thầy nói ở phổ thông thôi nha. Thầy đang dạy, thầy biết. Không? Thầy cũng có dạy rất nhiều người, anh chị mấy em nữa. Đó, để lát nữa thầy kể những câu chuyện khác cho mấy em nghe. Để nói chuyện phổ thông chứ đi. Đó. Học tiếng Anh vậy đó. Chứ mấy em không đọc, mấy em làm bài tập không mà sao nói tiếng Anh được? Đúng không? Sao nghe hiểu được? Mấy em có bao giờ mấy em lắng, mấy em nghe mấy cái chị mà livestream bán hàng chưa? Có nghe chưa mà nói tiếng Anh chưa? Những mà chị mà nói sỏi nói sành á là những chị đó là sinh viên ngoại ngữ không đó. Còn những cái bà chị, mấy cái bà cô á mà lớn tuổi, 40-50 tuổi rồi đó. Mấy em giơ cái đầm lên nè, today I have big size, ghi size, you want one, it's expensive, not expensive, yeah, yeah, yeah. Đó, người ta nói tiếng Anh vậy đó. Có sao đâu, người ta đang kiếm tiền đó. Phải không? Mình có đủ dũng cảm như người ta chưa? Phải chưa? Ở đây có rất nhiều em học IT thầy biết, đúng không? Đúng chưa? Phải không? Thì học là một lẽ thôi. Tôi nói tiếng Anh dở kệ tôi, nhưng tôi nói được. Không sao cả. Được chưa? Cái nỗi sợ lớn nhất của cái người học tiếng Anh đó là gì biết không? Em biết không? Cái đó là sợ thể hiện ra bên ngoài. Thầy chắc là như vậy luôn đó. Ở đây có rất nhiều bạn nói tiếng Anh giỏi lắm, thầy biết. Có thể đứng ở đây, ngồi ở đây nè. Thấy không? Và đang lắng nghe và nhiều thứ lắm. Đúng không? Nhưng mà rất là sợ thể hiện ra bên ngoài. Đừng có sợ. Tiếng Anh nó không phải là cái gì mà nó xa xỉ hết trơn. Nó chỉ là một công cụ thôi, đừng có thần tượng nó quá. Biết chưa? Nó chỉ là một cái công cụ thôi, ai cũng xài được nó cả. Tiếng Anh không thuộc về thầy mà không thuộc về MC giàu đâu, cũng không thuộc về bạn Quang Duy hay là bạn Tấn Phát hay là 78 bạn còn lại ở đây. Đó. Tiếng Anh nó chỉ thuộc về những người sử dụng nó thôi. Được chưa? Đừng có thần tượng nó quá. Đúng không? Bạn có xài nó chưa? Xin chia sẻ với xin được phép tiếp lời của thầy sang em. Thầy xin phép thầy sang em là một người rất là nhiệt huyết và hầu như thầy là một con người cực kỳ gọi là đánh xoáy sâu vào trong cái tim của các bạn sinh viên. Thầy thì tất nhiên là đã gọi thầy sang em bằng thầy rồi thì các bạn mới biết là thầy phải thấp hơn thầy sang em một chút xíu. Thì đối với bản thân của thầy thì thầy cũng xin được phép là chia sẻ các bạn một cái câu chuyện như thế này. Trước đây các bạn biết á, là thầy với thầy sang em thì có những cái lần, tại vì thầy là hướng dẫn viên du lịch á, thầy hay dẫn người nước ngoài từ ở Sài Gòn về ở Trường Xuân. Các bạn biết á, khi mà thầy sang em mà dẫn cái người nước ngoài, người Mỹ đó mà đi ăn một cái món gọi là cái món gì em quên rồi thầy nha. Bún chai. Dạ đúng rồi, bún chai. Như vậy thì cái anh bạn hơi bất ngờ là về cái giá cả nè. Rồi anh ta không biết cái cây gọi là cái cây tâm các bạn. Rồi thầy sang em lại chia sẻ về những cái văn hóa phong tục. Và các bạn biết rằng là thầy với thầy sang em và các anh người Mỹ đó cứ nói chuyện liên thuyên người ta. Tất cả mọi người cứ nhìn lâm vậy nè. Nhưng mà lúc đó thầy với thầy sang em đã tập cho mình một cái tính là thôi kệ. Rồi từ từ mọi người cũng sẽ quen thôi các bạn ạ. Và thầy đã từng làm ở một cái công ty giáo dục, các bạn biết rằng là cái công ty này các bạn, khi vào trong đó là 100% phải nói chuyện bằng tiếng Anh. Thì từ hồi sáng sớm tới 5 giờ chiều thầy cứ nói chuyện tiếng Anh hoài hoài vậy đó. Thầy ăn thầy cũng nói tiếng Anh, thầy uống nước thầy cũng nói tiếng Anh. Tại vì nếu mà mình nói tiếng Việt ở trong, gọi là nếu mà mình nói tiếng Việt trong một cái nhóm người nước ngoài nó rất là kỳ các bạn. Người ta nói ề, nói xấu gì tôi đó, ví dụ như vậy. Nó rất là kỳ các bạn. Cho nên là thầy cứ nói tiếng Anh, Cho nên là đôi khi các bạn, thầy xin lỗi các bạn đừng ghét chibu các bạn. Thầy nói thật. Tại vì đôi khi các bạn biết á, thầy về nhà cái thầy hay lộn các bạn. Thầy có thể suy nghĩ cái câu chuyện nó bằng tiếng Anh mà đôi khi thầy quên nó bằng tiếng Việt, thầy không biết nói tiếng Việt sao.
đấy, thật sự thầy quên, tại vì mình từ sáng tới chiều mình cứ gặp người nước ngoài, mình cứ nói là à, cái câu chuyện thế này, học sinh học ra sao, ABCD, mình cứ nói hoài, thì cái bị thành thói quen các bạn. Có nghĩa là gọi là cái thói quen và cái môi trường mình làm việc. Cho nên là để tiếp lời của thầy sang em, thầy mong muốn các bạn có một cái thói quen như thế này. Mai này, chúng ta là gọi là Việt Nam chúng ta bây giờ hội nhập, các bạn thấy đi đâu bảng hiệu, slogan gì đó đều là tiếng Anh cả. Cho nên là mai này các bạn lên trên, nếu các bạn có thể trở lại trên ghế nhà trường và các bạn nói chuyện, các bạn hãy tự tin mà nói tiếng Anh các bạn. Hãy tự tin mà nói tiếng Anh, đừng có nói ừ các ông bạn này show up. Không có gì show up các bạn ạ, không có gì gọi là show up cả. Mà các bạn cứ nghĩ là à, chúng tôi đang chia sẻ tiếng Anh các bạn. Tại vì khi các bạn tạo nên một người làm, hai người làm, ba người làm và tất cả mọi người, hoặc là mai này khi các bạn bước vào trong phòng công tác sinh viên, các bạn gặp thầy giáo các bạn say hello. Thầy sẽ nói hello các bạn, good morning. Thank you so much for coming along here today. I'm very happy to see you. Nice to meet you. Ví dụ như vậy các bạn ạ. Thì từ từ dần dà đi, thầy trò mình hãy là những người tiên phong đi các bạn. Chúng ta hãy là những người tiên phong trong cái việc là học tập tiếng Anh. Mà khi các bạn làm như vậy rồi thì những cái người bạn mà hồi đó giờ sợ tiếng Anh, thầy xin lỗi các bạn nha, thầy hồi đó giờ không nghĩ là có những người học dở tiếng Anh hay là yếu tiếng Anh các bạn. Chỉ có những người chưa vào đúng môi trường thôi. Một người không biết một chữ tiếng Anh nhưng mà lại là thầy giáo tiếng Anh, các bạn thấy không? Thì các bạn thấy là không có chuyện gì là không thể cả. Cho nên là thầy mong muốn là các bạn đừng bao giờ sợ rằng là à, tôi nói tiếng Anh thế này, tôi sợ người kia mỉa mai. Trước đây thì thầy với thầy sang em hay nói đùa với nhau là nếu như vậy thì những người mà gặp trục trặc về cái đường âm thanh đó thì họ nói tiếng Anh như thế nào các bạn? Các bạn biết thầy dẫn tour với người Mongolia các bạn? Ở đây có bạn nào biết Mongolia là nước nào không? Các bạn comment giúp giùm thầy đi. Mông Cổ hả thầy? À đúng rồi, Mông Cổ các bạn. Trời ơi các bạn ơi, người Mông Cổ họ nói tiếng Anh gì đó mà thầy không hiểu họ nói cái gì các bạn. Rồi các bạn tưởng tượng người Ấn Độ họ nói tiếng Anh sao? I am 100% Indian là các bạn hiểu luôn các bạn. À, còn Mongolia nữa, nó có siêu mò. Yeah. Tại vì nó gần Trung Quốc mà các bạn biết không? Nó có nói chuyện my name John. Có nghĩa là nó cứ học y da ăn trầu rồi các bạn, thầy không hiểu nổi. Như vậy thì tại sao khi mà họ đến quốc gia chúng ta, họ không biết nói tiếng Việt là họ phải nói tiếng Anh, nhưng mà họ tự tin, họ cứ nói cái gì đó ngắt khúc cắt quãng. Thầy không hiểu gì hết, nhưng mà cuối cùng thầy cũng nhận ra một cái điều là tôi thấy đồng môn của mình rồi, tôi thấy những người đồng nghiệp của mình rồi. Có nghĩa là sao các bạn? Là cái ông này ông nói tiếng Anh cũng kiểu như vậy đó, cũng kiểu giật kiểu vậy đó. Cho nên là không sao, tôi rất là tự tin về cái việc chúng ta nói tiếng Anh. Như vậy thì bây giờ thầy mong muốn các bạn chúng ta hãy bắt đầu đặt những câu hỏi, hãy hỏi những cái câu hỏi mà các bạn cảm thấy đó, từ hồi đó tới bây giờ chúng ta gặp khó khăn trong tiếng Anh, chúng ta không biết cách giải quyết. Thì ngày hôm nay thầy sang em cùng với thầy sẽ ngồi cùng với các bạn, sẽ cùng chia sẻ trong cái quỹ thời gian tiếp tới đây. Và bây giờ thì rất là mong các bạn khi mà đặt câu hỏi, chúng ta sẽ có thể bật cam lên, chúng ta giơ tay và đặt câu hỏi với bên nhà trường, với cả thầy và thầy sang em. Nếu mà các bạn ngại chúng ta không bật cam lên cũng được, không sao ha. Thầy rất là mong được nhận những câu hỏi từ tất cả các bạn. Thì bây giờ xin được phép trước khi trong cái thời gian mà các bạn đặt câu suy nghĩ câu hỏi đó, thì xin được phép mời sang thầy sang em sẽ có một số cái chia sẻ nữa dành cho các bạn ạ. Tiếp lời của Giàu đó, lấy một so sánh là nước Singapore là người ta lấy tiếng Anh á làm ngôn ngữ thứ hai của người ta mất là 38 năm để đưa vào trường học, để đưa vào cuộc sống, để đưa vào quần chúng nhân dân để sử dụng được nó. Người nước Việt Nam của mình bắt đầu đầu tư nhiều hơn tiếng Anh á là từ năm 2008. Đào tạo giáo viên, rồi sách vở, chương trình đề án ngoại ngữ 2020 đó, 2020 tới 2020, nay tới 2021 rồi đó. Mục tiêu của nó là đại đa số là thanh niên có thể nói được tiếng Anh, nhưng tới 2021 đó, ở đây 70 mấy bạn, bao nhiêu bạn nói được tiếng Anh rồi? Đúng không? Chúng ta đang ở giai đoạn được gọi là rực lửa nhất
của việc học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam của mình. Mấy em đi xin việc đi. Hỏi biết nói tiếng Anh không? Bằng cấp tiếng Anh đâu? Có kinh nghiệm gì không về tiếng Anh không? Đúng không? Đó. Chỉ cần tốt nghiệp mà cấp 3 thôi, biết nói tiếng Anh thôi là người ta nhận rồi. Đó. Chứ đâu có cần phải học chuyên sâu gì gì đâu. Phải không? Đó. Hiện tại bây giờ là được gọi là rất là hot. Tiếng Anh của mình ở nước của mình rất là hot. Nước Singapore mất 38 năm. Nước Việt Nam mình 2008 đến 2021 là bao nhiêu năm? Mới mười mấy năm. Đúng không? Mà nước của mình so với nước Singapore coi sao? Nước mình tệ lắm, cũng 50 năm đó. Tới khoảng 25 năm sau thôi là hy vọng là tiếng Anh có thể là nó đi vào trường học đó. Có thể làm em thấy những cái đơn xin việc hay là những cái đơn này kia đó, thấy không? Tạm trú tạm vắng là có thể đi bằng tiếng Anh rồi. Mấy em là giờ móc bóp, mấy em coi căn cước công dân của mấy em có tiếng Anh chưa? Có chưa? Có chưa vào? Đúng không? Đó. Cho nên những em nào nói được tiếng Anh, xài được tiếng Anh á, thì xin chúc mừng các em. Còn các em nào chưa xài, chưa có học giỏi được tiếng Anh á, thì hãy bắt đầu từ ngay bây giờ, ngay lúc này, sau khi tắt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, hãy học cho thầy ba từ mà thôi. Và hãy ghi nó vào tập hay ghi vào cái ghi chú điện thoại gì đó. Rồi 5-10 năm sau mấy em coi những ngày tháng đầu tiên mà mình học những chữ tiếng Anh đầu tiên mà nghiêm túc nhất, yêu thương nhất đó, là những ngày tháng nào và bây giờ mình đã được cái gì. Đó. Làm đi. Stop thinking. Just do it. Đừng có suy nghĩ nữa. Đừng có phán xét gì nữa cả. Ngày xưa mà khi mà thầy nghe những thầy hiệu trưởng nha, mà vô nói phát biểu trước sinh viên những cái ngày tháng đầu tiên đó, những cái anh bên đoàn đó, khoảng 15 phút sau là thầy muốn đi về liền à. Em biết tại sao không? Không phải là thầy hiệu trưởng nói dở, không phải là anh bên đoàn thanh niên nói dở, mà anh nói làm sao đó thầy không biết, thầy không nhớ rõ, mà mình muốn làm liền vậy đó, mình muốn đi về mình làm liền vậy đó, chứ mình không muốn ngồi đó nghe nữa. Đó, hãy làm nó đi. Hãy làm nó. Hãy làm nó. Hãy học nó. Chứ không có suy nghĩ gì cả. Tại vì cái việc mà bạn đang làm á, thì bạn đang có được tiếng Anh rồi đó. Cái việc bạn đang học á, là bạn đang có được tiếng Anh rồi đó. Bạn đang xài tiếng Anh rồi đó. Có sao đâu. Đúng không? Chúng ta suy nghĩ những cái điều gì đó xảy ra rất là tệ hại khi mà chúng ta học tiếng Anh làm gì. Sợ cái thằng ngồi kế bên nó cười mà nói tiếng Anh dở. Sợ cái ông Tây đó không hiểu. Nhưng mà người Tây học tiếng Việt cũng vậy thôi. Mấy em có bao giờ nghe người Tây nói tiếng Việt chưa? Có nghe chưa? Thì mình cũng nói tiếng Anh cũng mắc cười vậy thôi. Thấy không? Thấy Harry Potter nói tiếng Việt đó. Thấy rồi đó. Mấy em có bao giờ nghe những ông Tây mà nói tôi con muốn bơ hôi lắm đó. Họ bỏ dấu không có được như mình. Biết chưa? Thì mình ngữ điệu không giống người ta. Đúng không? Tại vì cái lỗ mũi mình nhỏ, cái lưỡi mình tẹt, nó ngắn quá. Có khoang miệng mình nhỏ hơn ta, sao mình đủ âm, đủ hơi để mình nói như người nước ngoài được. Nhưng cái gì cũng có cái cách khắc phục của nó hết trơn á. Đúng không? Đó. Rồi, nãy giờ thầy nói dọn dẹn là 58 phút. Có thể nó ngắt quãng bởi những câu hỏi của mấy em hay là của giàu đó. Nhưng và bây giờ thầy mong muốn những câu hỏi từ phía mấy em thật chi tiết vào. Rồi, có bạn giơ tay kìa MC vâng. Ơi. Xin được phép mời bạn Nguyễn Quang Huy và thầy xin được phép gợi ý như thế này nha. Nếu ngày hôm nay thầy sang em sẽ là cái người gọi là cái người chủ tọa nha. Nếu ngày hôm nay những bạn sinh viên nào đặt câu hỏi thì nếu có thể đặt câu hỏi được bằng tiếng Anh thì thầy sẽ sau khi mà trở lại trường đó các bạn sẽ liên hệ với thầy. Thầy sẽ mời các bạn đó một buổi có thể là trà sữa hay là một cái buổi gì đó đại khái. Nhưng mà thầy rất là mong muốn là các bạn có thể ngay ở trong buổi này hãy cố gắng. Đây là một cái buổi free các bạn. Hãy tự tin
và không có ai dèm pha, không có ai cười ai cả, là một cái buổi công bằng nhất dành cho tất cả mọi người. Nếu các bạn không thể nào nói tiếng Anh được thì các bạn có thể nói bằng tiếng Việt nha, thầy không ép nha. Đó là một cái gợi ý của thầy nha. Phần quà từ riêng của thầy thôi. Xin được phép mời bạn Huy sẽ chia sẻ. Xin được mời bạn ạ. Dạ, em chào thầy ạ. Em muốn chia sẻ về câu chuyện của em với hai thầy. Dạ, và thầy có thể đưa ra cái phương pháp mà học tiếng Anh có cải thiện tốt hơn tiếng Anh của em. Em là một người rất thích học tiếng Anh, nhưng mà kiểu như là tiếng Anh thì em rất thích học nhưng mà em không hiểu gì. Em là một người rất thích nghe nhạc tiếng Anh, nghe được nhiều bài hát tiếng Anh, và ở trong cái nhạc của em thì toàn là tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Và kiểu như là ai mà mở bài hành nhạc tiếng Anh ấy, em nghe em có thể biết được bài đó tên là gì và em có thể hát theo được. Và học học ở trường em có thể học được hai ba chục từ vựng tiếng Anh, có thể học thuộc dịch ra được tiếng Việt, có thể giơ tay xung phong lên bảng được 8-9 điểm. Nhưng mà cái phương pháp học tiếng Anh của em không có cải thiện được, và kiểu như là em đọc cái câu hỏi mà em không có hiểu được cái nghĩa của nó. Vậy thì làm sao mà để có thể cải thiện tốt được tiếng Anh? Thầy đang băn khoăn đó là trình độ tiếng Anh của mình là đã ở high beginner hay là intermediate. Tức là mình phải rõ là trình độ tiếng Anh thật sự của mình là đang ở đâu, về cái phương diện kỹ năng nào. Ví dụ như đọc hiểu có thể em đang ở A2, nhưng mà nói thì em không có được A nào hết, đúng không? Đó, còn ngữ pháp em đang B1. Cho nên thầy khuyên em là nên tìm kiếm những bài kiểm tra về năng lực ngôn ngữ để tìm kiếm coi mình đang ở đâu. Rồi sau đó mình sẽ lựa chọn các khóa học liên tương đương với cái trình độ hiện tại của mình thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nãy như thầy nói là cái việc mà em không hiểu cái câu hỏi của cái bài đọc hiểu hay là cái bài tập này kia đó, thì hồi đó giờ em muốn hiểu được nó thì em làm bằng cách nào, bạn Huy? Dạ, em hỏi, em hỏi cô, hỏi bạn ở trong lớp ạ. Kiểu như em vẫn hiểu, em vẫn kiểu như mấy bạn giải thích thì em cũng có lắng nghe và em cũng hiểu hơn. Nhưng mà gặp mấy cái từ mà nó đồng nghĩa nhiều ấy, là em vẫn không biết cách phân biệt được cái gì. Nãy giờ chắc em nói về cái đề thi tốt nghiệp mà em đã từng trải nghiệm, phải không? Có phải vậy không? Dạ không. Dạ, chia sẻ về hỏi... cái cách học tiếng Anh của em nó gặp khó khăn như thế nào. Vậy đó hả? Dạ. Em thi được thì em thi được điểm trên, kiểu như là trên trung bình ạ. Không có dưới trung bình hay sao? Dạ. Bây giờ cái việc mà hiểu hết nghĩa của tiếng Anh là không thể. Cho dù ở trình độ nào đi nữa thì nó cũng có những cái từ mà được gọi là phải đoán thôi. Cũng như là những từ khó quá thì đôi khi mình cũng nên dùng Google để cho nhanh. Nhưng mà cái việc mình hiểu được cái nghĩa của cái câu đó, của cái từ đó rồi á, rồi mình có thực hành với cái từ mới đó hay không, đó mới quan trọng. Chứ không phải mình biết nghĩa của nó liền lúc đó rồi mình làm được cái câu bài tập lúc đó rồi, rồi sau đó mình bỏ qua nó luôn là không có được. Ngày xưa thầy cũng chạng tuổi em đó, thì thầy học từ vựng là thầy ghi vô tập đó. Ngày xưa đâu có điện thoại đâu mà ghi âm lại, thì ghi vô tập đó rồi ghi phát âm là theo chuẩn quốc tế đó, rồi ghi dấu nhấn, rồi ghi ví dụ, cũng một là cách học thôi. Còn giờ thì điện thoại thì có thể mình ghi âm từ đó lại, mình đọc cái ví dụ cũng được đó. Thì em làm đi làm lại như vậy thì em mới nhớ. Thì trung bình là một từ là khoảng 4 lần là em sẽ nhớ được từ đó, 4 lần gặp lại á. Ngày xưa có những cái từ mà ngày xưa thầy học hồi cấp 3 đó, mà lên tới năm 4 đại học thầy mới gặp được nó. Thì mà gặp được nó thầy nhớ là thầy đã học rồi, mà quên nghĩa tra lại là nhớ liền. Đó. Sao Huy? Làm vậy được không? Dạ, được ạ. Được lớn lên coi, được chắc mạnh lên coi. Dạ, được ạ. Rồi có làm hàng ngày không hay là làm được bữa rồi thôi? Dạ em làm thường xuyên luôn ạ, nhưng mà em vẫn không hiểu, không kiểu như là em không có cái phương pháp học nó kiểu đúng logic mà nó dễ hiểu ạ.
Bây giờ mục tiêu cuối cùng của em là em nói được tiếng Anh hay là em chỉ biết được tiếng Anh thôi hay là sao? Cụ thể lên coi. Em là không, em không, kiểu như em không hiểu được nghĩa nhưng mà em nói được, có thể nói được tiếng Anh, nói được lưu loát và có thể là hiểu, nói bất kỳ một tiếng 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 Anh gì ấy. Em có thể đọc được, đọc loa loát được luôn. Nhưng mà em vẫn không hiểu cái nghĩa của nó thôi ạ. Thì sai Google vậy. Thôi. À, sao nhạo. Nói chung là thầy sang em thì có những cái gọi phương pháp, gọi là phương pháp thực tế các bạn, phương pháp cứng các bạn. Có nghĩa là thầy sang em muốn chia sẻ với các bạn là có một cái phương pháp để cho các bạn thực hành. Thực hành thì các bạn phải, khi mà các bạn áp dụng cái phương pháp của thầy sang em và các bạn thực hành đó, thì nó sẽ lưu lại cái kết quả cho mình. Cho nên lý do tại sao thầy cứ hỏi các bạn là các bạn làm được bao lâu là như vậy đó. Tại vì thứ nhất là lúc nào thầy cũng đặt một cái câu trong cái việc học tiếng Anh, đó là cái chữ kiên trì các bạn. Như vậy thì để có thể chia sẻ với Huy một chút xíu nữa, đây là một cái trải nghiệm của thầy. Và thầy nghĩ là chính thầy sang em cũng là cái người đã từng trải nghiệm những cái kiểu như thế này. Các bạn biết rằng là ở trên đất nước Việt Nam chúng ta có rất là nhiều cái ngôn ngữ, rất là nhiều người nói tiếng Việt đúng không các bạn? Các bạn có thể nghe hiểu được người miền Nam Việt Nam nói tiếng Việt, người Sài Gòn nói tiếng Việt. Nhưng mà các bạn đi xa xa ra Bình Thuận, các bạn bạn đi xa ra Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng vậy đó, là các bạn đã không thể nào nghe được rào, đúng không? Rồi các bạn đi ra được Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Như vậy thì các bạn ra Bình Định, ví dụ kể như vậy, thì các bạn sẽ không, các bạn ra Huế, thì các bạn không thể nào mà các bạn có hiểu được những cái gì mà người ta nói bằng tiếng Việt. Như vậy thì cái chia sẻ của thầy dành cho Huy đó chính là các bạn phải, thứ nhất là áp dụng cái phương pháp của thầy sang em, cái thứ hai là các bạn phải rèn luyện, và cái thứ ba là các bạn phải nghe và hiểu cái từ đó như là chúng ta hiểu cái tiếng Việt của mình. Kết hợp nha, kết hợp giữa cái lời khuyên của thầy sang em và của thầy, và hiểu cái từ đó như là tiếng Việt là như thế nào. Thầy ví dụ buổi sáng thì lên công ty, cái ông người nước ngoài ông gặp thầy nói hey, how you doing, sao rồi, khỏe không, bữa nay sao rồi, khỏe không, how you doing. Thầy trong đầu của thầy á, thầy không có hiểu cái chữ how are you doing, thầy không có hiểu từng chữ, mà nó như cái thói quen các bạn, cứ nghe cái âm thanh đó là cái nghĩa đó. Thì đến khi một lúc là các bạn thấy là các bạn ngồi ở đây nghe cái ông Tây nói bên xí xô xí xào, các bạn biết được câu chuyện của người ta là cái gì. Có nghĩa là cái não các bạn nó quen cái âm thanh đó. Thầy nói như ví dụ đi, ở Việt Nam chúng ta, miền Nam gọi là cái đầu gối đâu các bạn, đúng không? Nhưng mà các bạn đi xa hơn chút xíu nữa, người ta không có kêu đầu gối mà tôi kêu bằng cái trắp củi, đúng không? Có ai quê ở miền xa không? Tôi kêu bằng cái trắp củi đó. À, hồi sáng này đi ngoài đường rồi bị xe tống á, rồi đi vô bác sĩ nói là chích 2-3 mũi mà nhớ trước cái hệ bác sĩ nói là 7 ngày chích một lần, chích đúng 7 ngày thì nó mới hết, thì cái trắp cối này nó mới hết sưng. Các bạn hiểu cái trắp cối không? Chứ đầu tiên các bạn nghe cái từ trắp cối các bạn không hiểu, mà không nghe người ta nói được cái gì cả. Như vậy thì cái ý của thầy sang em muốn nói các bạn là các bạn phải rèn luyện kiên trì và áp dụng đúng cái phương pháp đó, và kết hợp thêm cái lời khuyên của thầy là các bạn phải nghe cái từ đó hoài. Như những cái gì mà thầy sang em vừa chia sẻ là em đã nghe cái từ này bao nhiêu lần rồi, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 20 lần, 30 lần, bao nhiêu lần rồi. Những cái câu nói của thầy sang em hầu như là từng lời từng chữ nó rất là thấm các bạn, hầu như là nó xúc tích tới bất ngờ luôn các bạn đấy. Cho nên là thầy thì thầy hay bị cái bệnh nói nhiều, thầy sang em thì muốn cô động cho các bạn, nhưng mà thầy thì hay lấy cái bệnh nói nhiều, thầy muốn giãn cho các bạn ra. Thầy sợ như các bạn ở xa xa các bạn không nghe hiểu rõ được hết những cái ý nghĩa của câu nói của thầy sang em dành cho tất cả các bạn. Cho nên là các bạn hãy nhớ là cái sự kiên trì luyện tập đó, các bạn phải kết hợp nha. Chúng ta lấy cái tờ giấy, chúng ta viết cái từ đó ra, chúng ta để vào trong điện thoại cái chữ đó, và sau đó chúng ta đọc tới và nhớ cái nghĩa đó trong đầu như là chúng ta nhớ tiếng Việt, chứ đừng nhớ nó tiếng Anh. Các bạn nhớ nha, giống như cái trắp cối vậy, nghe người ta nói cái trắp cối là biết cái đầu gối liền ha. Chúng ta chuyển cái ngôn ngữ qua thì dần dà các bạn sẽ quen dần. Xin cảm ơn Huy rất nhiều về một cái câu hỏi cực kỳ hay. Thầy mong là trong thời gian sắp tới, nếu em trở lại trường, hãy gặp thầy sẽ mời em một ly cà phê hay là một cái
buổi trà sữa gì đó. Bây giờ nếu mà chỉ có thầy với Huy không thì nó buồn lắm. Tiếp theo, xin được mời những câu hỏi nữa dành cho diễn giả của chúng ta, thầy Sang Em ạ. Xin được mời những câu hỏi nữa ạ. Các bạn nào đặt câu hỏi nữa không? Xin được mời bạn Trâm. Xin được mời bạn ạ. Dạ, em chào thầy. Chào em. Dạ là em nói được tiếng Anh đó thầy, nhưng mà kiểu cái ngữ pháp của em á, thì nó chưa có được đúng lắm. Em không biết làm cái nào để cải thiện được cái đó thầy. Với lại giảm cái độ sai của cái ngữ pháp xuống thầy. Một câu chuyện rất là thực tế giữa thầy và trò chúng ta đúng không thầy Trang Em? Dạ. Em có khả năng học thuộc lòng không? Dạ. Thật ra cái đó em cũng không tốt lắm á thầy. Vậy hả? Dạ. Thực ra mà nói á, nói tiếng Anh á, thì nó có cái khung sẵn em ơi. Khi mà mở miệng ra nói những câu gì á, mình đã học là 100 triệu lần rồi. Tùy theo cái hoàn cảnh thì mình sắp xếp lại thôi. Là thường ngữ pháp mà em được người khác nói là em nói sai đó, thì theo thầy nghĩ chắc là nói chưa tròn câu đó. Thì thôi thầy cho em một cái một lời khuyên nhỏ thôi. Đó là em nhớ là có chủ từ, có động từ và có túc từ thôi. Thời gian và địa điểm. Và nhớ phát âm đúng cái âm S và ES ending hoặc là ED ending. Nhiều đó là được rồi. Dạ. Đó, nhiều đó thôi. Đó. Thầy thì đang phát triển một cái phương pháp được gọi là thuyết ba đối tượng của thầy đó. Thấy không? Thì nó sẽ vận dụng vào người Việt của mình. Đôi khi người Việt của mình nói tiếng Anh được có một hai câu rồi không biết nói gì nữa hết trơn. Mấy em có bao giờ bị mắc kẹt như vậy không? Mắc kẹt chính vào những cái điều mình đang nói đó. Ví dụ như mấy em nói tôi rất là yêu tiếng Anh. Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế và tới đó cũng không biết nói gì cả. Đúng không? Chúng ta đã gồng gánh lên để chúng ta giải thích cái chữ quốc tế là như thế nào. Chúng ta phải gán gồng lên để giải thích cái chữ quan trọng của tiếng Anh là như thế nào. Rồi làm sao chúng ta nói được. Đúng không? Chúng ta đâu phải là chuyên gia. Đúng chưa? Thầy khuyên mấy em á, chỗ bạn Trâm, phải bạn Trâm không? Dạ. Chỗ bạn Trâm á, thì em nên nói cái kiểu mà quy nạp đi. Đừng có nói diễn dịch nữa. Tập dần đi ha. Và chúng ta sẽ dùng nhiều động từ. Em thử nói khoảng 8 câu mà em dùng động từ hết coi. Rồi sau đó em chốt lại một câu là tính từ coi. Tự nhiên là em không có sai ngữ pháp nè. Ví dụ như nói anh ấy rất là giàu. He is very rich. Trời ơi, rồi nói gì nữa trời. Đúng không? Không biết nói gì nữa đâu. Khó lắm. Nhưng mà mình nói ngược lại thì nó dễ lắm. Thì nói tiếng Việt cho mình dễ theo dõi nè. Ví dụ như là mình nói anh ta có 10 ngôi nhà nè, có đất, có đai nè, anh ta mua được nhiều chiếc xe hơi nè, đúng không? Anh ta sở hữu hàng tá cái điện thoại iPhone nè, ví dụ vậy. Rồi tối qua anh ta mới mời tôi đi ăn một bữa tiệc sao, 10 mấy triệu nè, ví dụ trời ơi, nhà nó giàu lắm, đúng không? Giờ mình có rất nhiều thứ để mình nói. Phải không Trâm? Đó, đó là cái ví dụ điển hình về cái thuyết ba đối tượng của thầy đó. Nó còn nhiều cái chi tiết nhỏ bên trong nữa. Đối với cái người Việt của mình học tiếng Anh đó, nó sẽ có những cái khuyết điểm như vậy đó. Em có thể em lên em coi những cái mẫu mà họ nói tiếng Anh IELTS đó, họ những cái phần speaking của họ nó part 1 or part 2 đó. Đó. Em coi thử coi cách nói mà dài của người ta ra đó, học ngữ pháp trong đó thôi cũng được. Sao Trâm? Dạ em thấy cũng được, để tí nữa em thực hành luôn. Thử đi. Dạ. Thử em thử đi. Dạ. Nghe thầy Sang Em nói cái này nghe hấp dẫn quá. Thật sự thì cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện của thầy và trò mình nữa. Thật ra cái câu chuyện này là trước khi mà cái câu lời khuyên này đến cho tất cả các bạn thì thầy cũng là đã được nhận lời khuyên rồi. Các bạn biết là thầy nói tiếng Anh rất là sai các bạn. Sai ngữ pháp rất nhiều. Và để cải thiện cho cái việc đó thì tại sao thầy Sang Em đặt các câu hỏi. Em có học thuộc lòng được không? Có nghĩa là tiếng Anh nó là như vậy các bạn. Đừng có chế gì nữa các bạn. Nó chính xác là như vậy luôn. Nó khác tiếng Việt lắm. Thầy nói ví dụ. Con đi vào ăn cơm nhé chấm than. Dạ ăn cơm. Ăn cơm. Cơm. Các bạn thấy không? Tiếng Việt mình nói như vậy đó. Nó, mặc dù nó không đủ chủ ngữ, vị ngữ hay là trạng ngữ, túc ngữ gì đó. Nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu. Còn tiếng Anh nó phải như vậy các bạn. Nó chính xác là phải như vậy. Nó phải có dấu phẩy S chỗ đó. Nó phải là my, you are. Ví dụ vậy.
Thì lý do tại sao cái câu của thầy sang em dành cho các bạn là các bạn có học thuộc lòng được không là gì? Các bạn chỉ có một cách duy nhất là các bạn phải học thuộc lòng cái câu đó, vì nó chính xác là như vậy, nó không có thay đổi, nó không có chế cháo gì được. What are you doing? Where are you from? Nó chính xác là như vậy, vậy nên các bạn nó không có sai khác gì cả. Còn nếu các bạn muốn nói một câu thật là dài thì các bạn hãy nên nhớ rằng là sách nó là một trong những cái rất là hay. Thầy Sang Em cũng có dành cho thầy một cái lời khuyên là con hãy nên đọc sách rất là nhiều đi vào à. Và ngày hôm nay thầy cũng xin chia sẻ các bạn là các bạn hãy đọc sách đi, hãy tìm những cái quyển sách song ngữ. Đừng có tìm sách gì dữ dội, hãy ra nhà sách tìm mua một cái quyển sách song ngữ nào mà dạy cho mấy đứa nhỏ nít á. Hay. Thầy đã từng nói một cái câu này mà thầy không ngờ là ngày xưa học ở cấp 3 nó hay như vậy các bạn. Những cái bài mà như family hay là những cái bài gì đó, food gì đó ở dưới cấp 3, cái người mà soạn sách ra bạn rất là hay. Một cái đoạn rất ngắn thôi. Câu cú người ta viết chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, ngữ pháp nó chuẩn lắm các bạn. Các bạn hãy tìm về quá khứ. Hãy tìm về sách tiếng Anh lớp 10, 11, 12. Các bạn tìm mà đọc lại đi. Nhớ học thuộc lòng. Nhớ câu nói của thầy Sang Em nói, học thuộc lòng. Tiếng Anh là không có chế cháo như các bạn ha. Ngữ pháp nó chính xác như vậy luôn, nó không phải như tiếng Việt. Hãy nhớ cái điều đó. Thầy thấy một cái cánh tay dơ nãy giờ mà không hề mỏi, đó chính là bạn Thanh Trúc. Chắc chắn Thanh Trúc sau cái buổi này nó sẽ là một cái fan, a super fan của thầy Sang Em. Xin được mời bạn Thanh Trúc trả câu hỏi cho thầy Sang Em. Cảm ơn. Chào thầy ạ. Chào em. Dạ, hướng gì thầy chia sẻ thì em cảm thấy là hồi đầu tiên là em cũng sợ học tiếng Anh. Thì em có một câu hỏi đặt thầy là làm sao để mình có, làm sao để mình vượt qua nỗi sợ đó, với lại là mình có thêm động lực để học ạ. Cái này thì em phải rõ mục tiêu của em là gì. Nếu mục tiêu của em là chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi á, nó dễ với em rồi, em khỏi cần đặt mục tiêu gì cả. Đối với tiếng Anh đâu, cũng ra trường hết trơn á. Nhưng mục tiêu của em á, thầy xin phép hỏi em đang học ngành gì? Dạ thưa thầy, em đang học ngành quản trị digital marketing. Nếu mục tiêu của em là mơ mốt em sẽ là gì? Trưởng phòng chẳng hạn, quản lý nhân sự chẳng hạn. Ví dụ vậy, em nói được tiếng Anh, em thuyết trình chẳng hạn, thì em tập trung nhiều và kỹ năng nói của mình đó. Rồi cái việc mà em vượt qua cái nỗi sợ hãi khi em học tiếng Anh đó, thì em hãy hình dung những cái điều mà tồi tệ nhất khi mà em không nói được tiếng Anh là gì, khi bị người khác chê cười khi mình học tiếng Anh là gì, rồi cuối cùng rồi em có bị gì không? Đương nhiên là không. Họ chê cười là chuyện của họ, em có nhận hay không là chuyện của em. Tiếng Anh của em đang sử dụng là của em chứ không của ai cả. Ha. À, đó. Em tự nhìn vào gương của mình đi, tự nói thẳng vào mặt của mình đi. Ngày mai học nữa không? Bữa nay học được từ nè, ngày mai học nữa không? Em nói hôn á, không nói không học nữa. Là em đang sợ đó, em nói ngày mai học nữa, học thì học. Đó. Vượt qua liền. Sao khi mà bước đầu tiên như thầy nói cái kỷ niệm đó, em hay ghi ba từ bữa nay nè, sau khi kết thúc cái buổi hôm nay nè, em hãy học ba từ tiếng Anh. Thầy dạy cho em ba từ luôn, đó là practice makes perfect. Học ba chữ đó thôi. Practice là thực hành, makes là làm nên, perfect sự hoàn hảo. Không có cái gì mà nó hoàn hảo ngay lúc ban đầu đâu em. Hãy lấy ba từ đó để làm động lực cho mình vượt qua nỗi sợ hãi em nhé. Được không? Dạ. Rồi. Trúc có muốn nghe lời khuyên từ thầy không? Thôi vào tiếp lời đi, cho em nói thêm một cái động lực thêm khác coi. Em vẫn là câu chuyện của thầy Sang Em truyền cho em nữa. Các bạn biết rằng là ngày xưa lý do tại sao mà thầy Sang Em có một cái thầy xin lỗi là thầy cứ tung hô ổng quá, rồi các bạn cứ nghĩ thầy Sang Em là cái gì vĩ đại lắm, nhưng thật sự ổng vĩ đại thật các bạn, hãy nên nhớ điều đó. Đấy, thầy không nói hoa đâu các bạn. Thôi thầy nghiêm túc trở lại, thầy chia sẻ các bạn một cái câu chuyện.
lý do tại sao thầy học tiếng Anh và cái nguồn động lực từ đâu. Các bạn biết lần đầu tiên thầy gặp thầy sang em á, thầy nói cái thầy bước vào trong lớp thì hello, là tự nhiên cái thầy hết hồn liền các bạn, thầy hết hồn liền. Rồi sau đó thầy dạy nhiều từ vựng lắm, thầy dạy cái từ decoration này, đúng không thầy? Trời ơi, sao lâu mà cũng không biết, sao mà phải nhớ, sao mà nói cái gì mà nó lâu hay dữ vậy. Như vậy thì thầy sang em nói rằng là đầu tiên chúng ta phải định hình lại cái ước mơ, cái mục đích của chúng ta là gì. Đó là một trong những cái điều quan trọng nhất. Nãy giờ thầy nói vui nhưng mà thầy cũng rất là cảm ơn thầy sang em vì đã nói cho thầy một cái câu rằng là con sẽ thành công trên con đường tiếng Anh. Một cái câu nói hầu như nó đi suốt với quãng đời của thầy tới tận bây giờ các bạn ạ. Thầy không ngờ là tại sao ai cũng chê cười thầy là em học cái ngôi trường đó, ở cái nơi đó, và thằng giàu nó sẽ là cái người thất bại. Thầy nói thật với các bạn á, thầy bị chê cười và bị chà đạp còn khủng khiếp nữa. Nhưng mà thầy sang em là cái người đã nhìn nhận và nói với thầy một câu là con sẽ thành công trên con đường tiếng Anh. Và thầy cũng sẽ nói với tất cả những các bạn đang có mặt ở đây, các bạn sẽ thành công nếu các bạn chấp cho mình thêm một đôi cánh được gọi là tiếng Anh các bạn. Và cái mục tiêu của thầy là thầy sẽ nói tiếng Anh cho toàn thế giới lắng nghe. Và hiện tại thầy đã làm được các bạn. Và các bạn biết ai là người lắng nghe thầy không? Đó chính là những du khách đến với đất nước Việt Nam và thầy đã nói với tiếng Anh với họ. Thầy có đi quay những cái video clip, thầy đăng lên, thầy sang em cười. Trời ơi, trứng ung nó nói tiếng Anh gì mắc cười quá, buồn cười quá. Thầy cũng đã từng nói là I'm sorry, yeah, my English is not good. Nhưng các bạn biết là người nước ngoài nói rằng là đừng nói vậy. Nếu mà tôi nói tiếng Anh các bạn có thấy buồn cười không? Chắc các bạn cười, chắc xỉu luôn các bạn. Như vậy thì các bạn cứ tưởng tượng là khi người nước ngoài họ nói tiếng Việt, nó cũng giống như người Việt Nam nói tiếng Anh vậy các bạn. Rất bình thường các bạn. Trừ khi các bạn nói cái từ tiếng Anh nó sai phát âm, nó thành ra cái chữ bậy thôi. Thầy sang em nó từng cười thầy một cái câu chuyện là thầy nói các bạn, thầy nói với du khách đó, khi các bạn đến với Bến Tre Province, các bạn sẽ được trải nghiệm một cái gọi là kẹo dừa các bạn. Kẹo dừa rồi ăn kẹo đậu phộng. Các bạn hãy lên mạng nha, search cái từ đậu phộng đi. Cái tiếng Anh nó là cái gì? Rồi các bạn thử phát âm sai cái từ đó đi. Các bạn sẽ thấy rằng là cái tác hại của cái từ, của cái việc mà nói sai phát âm. Cái hạt đậu phộng nó rất là bình thường mà thầy lại nói ra cái kẹo gì đó bậy bạ. Cái người nước ngoài họ nói sao thằng này nó nói chuyện tục tiểu dưới trời. Các bạn thử đi, search đi. Cái hạt đậu phộng á, tiếng Anh là gì? Các bạn thử nói sai phát âm đi. Nó kỳ lắm các bạn. Thầy nói với người nước ngoài là hôm nay chúng ta đến với Bến Tre và chúng ta sẽ ăn cái kẹo đó đó. Trời ơi, thầy về thầy nghe cái clip thầy mắc cỡ quân gần chết luôn. Nhưng mà thầy không sao. Nhiều khi đó là một cái niềm vui các bạn, một cái niềm vui cho mình và một cái kỷ niệm đáng nhớ cho mình. Như vậy thì cái ước mơ, cái mục đích của thầy là thầy được nói tiếng Anh cho toàn thế giới nghe. Nếu các bạn ở đây chúng ta không có những ước mơ nào mà nó vui nhộm như thầy, thì các bạn hãy đặt mục tiêu là các bạn muốn có tiền, muốn công việc cao, các bạn muốn một cái gì đó. Cái lời nói của thầy sang em á, nó hay lắm các bạn. Nó có hai chữ mục đích thôi nhưng mà nó sâu lắm các bạn. Nó sâu dữ lắm. Cái chữ mục đích thôi mà các bạn phải lấy cái ngón chân cái á, và gác lên giữa trán của mình để mà suy nghĩ các bạn. Cho nên là hãy nhớ cái chữ mục tiêu của thầy sang em nha. Thầy thấy có một cánh tay giơ lên, xin được mời bạn Trịnh Quang Di sẽ đặt một câu hỏi nữa dành cho thầy sang em. Xin được mời bạn. Dạ, chào thầy. Chào em. Em nghe thì em cũng kiểu em cũng có động lực học, cũng có mục tiêu học, nhưng mà kiểu như em á là trong cái thời gian mà đi học ở trường á thì em cũng không học rõ về môn này, kiểu như là em chỉ biết là về ngữ, một chút về ngữ pháp, còn từ vựng á thì hoàn toàn không biết luôn. Để với lại em thì cũng khoảng như từ đến khi kết thúc học đến nay á thì em cũng khoảng hơn 10 năm là cũng không đụng đến tiếng Anh rồi.
Thì em muốn hỏi thầy là ví dụ như bây giờ mình có động lực rồi, mình có mục tiêu rồi thì mình nên bắt đầu từ đâu? Rất hay. Câu hỏi tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Em hỏi là nên bắt đầu từ đâu? Thì bắt đầu từ ngay chính lúc này nè, ngay chính cái lúc mà em đã hỏi thầy câu hỏi đó, là đã bắt đầu rồi đó. Dạ, ý em muốn hỏi là ví dụ như là mình bắt đầu mình học từ từ cái phần nào? Thế là ví dụ như là mình nên học, hay là mình ví dụ như bây giờ kiểu như là tiếng Anh nó bắt đầu là từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi. Dạ, rồi. Đó, kiểu cái phương pháp học với lại cái cách học nữa. Thầy xin chúc mừng em. Em có cái năng lực tự hỏi bản thân của mình. Thông thường là chúng ta đợi câu hỏi từ phía người khác thôi, chứ chúng ta không có tự hỏi mình gì cả. Em tự hỏi được như vậy là chúc mừng em đã thành công bước đầu rồi đó. Và thầy khuyên em một điều rằng, để học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì chúng ta nên học phát âm của nó. Mấy em học tiếng Anh, mấy em nhìn mặt chữ. Đi so sánh với tiếng Trung Quốc thôi là nó khó lắm. Cái hệ thống của nó 214 bộ nó khó lắm, đúng không? Nhưng người Việt của mình rất là ưu thế. Mình học tiếng Anh bằng Latin mà gần gần giống của mình, cho nên mình sẽ dễ tiếp cận hơn. Nhưng mà hỡi ơi, mình không có biết đọc tiếng Anh là sao hết trơn. Nếu mà thật sự tiếng Anh á, mà phát âm như tiếng Việt á ha, thầy nói người Việt mình là số 1 vĩ đại. Ai cũng nói được tiếng Anh hết trơn á, đúng không? My name đọc là mi nam e, y thì đọc y, nó bây giờ vậy thì ai cũng đọc được cả. Em có bao giờ mà được học phát âm một cách chỉnh chu chưa Duy? Dạ em chưa. Thường thì em phát âm ấy, thì ví dụ em nghe ở ví dụ như trên app hay là trên những cái gọi là Google dịch, thì em cũng thắc mắc là ví dụ như là ở trên app có nhiều khi nó phát âm đúng hay là không. Thì khi mình giỏi phát âm rồi á, mình học rồi á, thì mình có thể tự tin mình nói, người ta hiểu là động lực cho mình lắm. Mình nghe người khác mình cũng thấy nó dễ hiểu nữa. Rồi khi mình nghe được á, mình nghe được nhiều thể loại tiếng Anh nữa. Có khi mình nghe phim hoạt hình cũng được vậy, nghe phim hành động chẳng hạn, hay là nghe được những, cuối cùng là nghe được những bài diễn thuyết bằng tiếng Anh đó, truyền động lực mà bằng tiếng Anh đó, giống giống đại, giống giống như hồi nãy mà thầy có trình chiếu cho em coi khoảng một phút mấy đó. Đó thì nó sẽ tạo động lực nhiều hơn nữa và mình có thể học tốt tiếng Anh được. Cho nên nói tóm lại là em nên tìm hiểu phát âm ha. Tại vì bây giờ mục tiêu học tiếng Anh là để giao tiếp thôi. Chúng ta cũng không có phải là chúng ta ngưỡng mộ một cái âm nào đó như người ta.
Và một lần nữa, xin rất là cảm ơn những cái sự chia sẻ, cái sự hợp tác của tất cả các bạn sinh viên trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Xin cảm ơn thầy Sang Em đã dành thời gian quý báu. Các bạn biết rằng là thầy Sang Em có rất là nhiều học trò, rất là nhiều lớp học. Thầy đoán chắc chắn ngày hôm nay thầy cũng đã cancel một số cái lớp để có thể đến với sinh viên ITC chúng ta để mà chia sẻ. Thật sự những lời nói của thầy rất là cô động, xúc tích và nó mang tràn đầy ý nghĩa. Và thầy mong là tất cả các bạn sinh viên chúng ta có thể hiểu và ghi chú lại. Chắc chắn video clip này sẽ được đăng công khai ở trên trang web của nhà trường hay trên fanpage của nhà trường hoặc là trên phòng công tác sinh viên. Một lần nữa, thầy xin được phép là gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với diễn giả thầy Sang Em đã dành cái thời gian đến ngày hôm nay. Thầy bật mí cho các bạn nghe một cái câu chuyện là thầy Sang Em nói lưu loát hai thứ tiếng các bạn. Đây, đây là một bí mật. Thật ra thầy Sang Em không có cho thầy chia sẻ nhưng mà thầy nói cho các bạn biết là thầy Sang Em nói được hai thứ tiếng các bạn nha, rất là lưu loát luôn, là đằng khác nữa. Nhưng mà cái ngôn ngữ thứ hai thầy Sang Em nói lưu loát, các bạn biết ai là người dạy thầy không? Đấy, chính là thầy đó. Chính thầy là người đã dạy thầy tự học cái ngôn ngữ thứ hai và đến trình độ có thể nói lưu loát và có thể chia sẻ cái ngôn ngữ đó đến một đối tượng thứ ba. Và các bạn thấy rằng là thầy Sang Em có những cái gọi là những cái bảo vật các bạn, đúng không? Thầy Sang Em có những cái bảo vật. Như vậy thì chúng ta phải làm sao để có thể khai thác hết được từ thầy Sang Em đây. Thì chắc chắn với những cái comment của tất cả các bạn ở đây, chúng ta sẽ có một cái chương trình nữa. Chắc chắn trong những cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh trong thời gian sắp tới, thầy rất là mong thầy Sang Em sẽ dành một số cái ưu ái nữa dành cho tất cả các bạn sinh viên. Với cái sự chân thành này, thầy sẽ dành thời gian nữa để chia sẻ cho tất cả các bạn. Và hãy nhớ rằng kiên định mục tiêu và tự học vượt lên chính mình, của chính bản thân của mình, đó chính là những cái điều mà thầy Sang Em muốn chia sẻ cho tất cả các bạn chúng ta trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Một lần nữa xin được phép mời tất cả các bạn sinh viên, chúng ta chỉ còn vài giây nữa thôi là chia tay nhau rồi, không có vấn đề gì mà chúng ta không bật cam nữa đâu, đúng không? Hãy bật cam lên đi các bạn, hãy bật cam lên đi các bạn, và say hi, say goodbye đối với thầy Sang Em. Không biết là thầy Sang Em có một cái lời nào muốn chia sẻ dành cho tất cả các bạn sinh viên không à? Thì mong mấy em là đủ kiên nhẫn khi mấy em học tiếng Anh và hãy tận hưởng quá trình của việc học tiếng Anh của mình, chứ đừng mong đến cái ngày mà mình có được cái thành tích là mình nói được tiếng Anh hay mình có tấm bằng đó, cái đó nó không có ý nghĩa gì cả. Trong cái quá trình mình học tiếng Anh đó thì mình gặp biết bao nhiêu bạn, rồi biết bao nhiêu thầy cô, biết bao nhiêu điều hay đó. Hãy tận hưởng quá trình chứ đừng nghĩ đến cái kết quả cuối cùng nhé. Các bạn hãy thấy, hãy nhớ nha, hãy tận hưởng cái quá trình chúng ta học tiếng Anh. Chúng ta học tiếng Anh từ ở những cái phát âm, chúng ta hãy học tiếng Anh từ những cái gì gần gũi nhất trong cuộc sống của mình. Hãy nói I love you với người bạn gái của mình thật chuẩn, thật hay, và hãy tìm những cách để thể hiện được cái tình yêu của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã dành thời gian chúng ta trong buổi talk show ngày hôm nay. Hãy thả thật nhiều tim, thật nhiều tim, thật thả thật nhiều những tràng pháo tay dành cho thầy Sang Em đã đến với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn trong buổi talk show tiếp theo. Và hãy nhớ rằng là tháng 11 này chúng ta có một cái cuộc thi nét đẹp sinh viên ITC 2021, phần quà rất là giá trị dưới 1 tỷ đồng và trên 6 triệu đồng các bạn nhé. Hãy nhớ cái điều này nha, dưới 1 tỷ và trên 6 triệu. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp rồi. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, thông tin sẽ được đăng lên. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình những bức ảnh đẹp nhất để tham gia dự thi. Xin cảm ơn thầy Sang Em và xin chào các bạn ở chương trình tiếp theo. Xin chào. Goodbye, see you again. Goodbye teacher, see you in school. Bye. Goodbye, everyone.